Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố gồm ông Đào Chí Nghĩa, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố và ông Nguyễn Thanh Phương, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Cần Thơ, họp thống nhất báo cáo kết quả tổng hợp kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Tại 11 cuộc tiếp xúc, có 67 lượt cử tri tham gia đóng góp ý kiến trước kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Trong đó, cử tri kiến nghị các bộ ngành trung ương sớm duy tu, sửa chữa, hoàn thiện quốc lộ 80 và tuyến cao tốc lộ Tẻ Rạch Sỏi để đảm bảo an toàn cho người dân tham gia giao thông. Sớm bố trí nguồn vốn đầu tư tuyến tránh thành phố Long Xuyên đi qua địa phận tỉnh An Giang và thành phố Cần Thơ. Xem xét xây dựng vòng xoay tại ngã ba lộ Tẻ, phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Xem xét bố trí phân bổ vốn dự án nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm luồng hàng hải Định An Cần Thơ để đảm bảo cho tàu có tải trọng lớn lưu thông. Cử tri thành phố cũng kiến nghị các bộ ngành trung ương tiếp tục có những giải pháp hiệu quả trong việc ngăn mặn và phòng chống ngập úng sạt lở ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là ở kênh Bắc Cái Sắn trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh. Cử tri thành phố cũng đề nghị chính phủ và các bộ ngành trung ương quan tâm tháo gỡ khó khăn trong việc mua sắm thiết bị y tế và đấu thầu thuốc, góp phần đảm bảo công tác khám và chữa bệnh cho người mua bảo hiểm y tế, tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra và xử lý nghiêm tội phạm công nghệ cao gây bức xúc trong dư luận. Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố ghi nhận nhiều ý kiến kiến nghị của các đại biểu đóng góp cho báo cáo để tổng hợp chuyển đến các bộ ngành trung ương và các cơ quan chuyên môn xem xét giải quyết trong kỳ họp sắp tới.